Dạ. Vậy thì cho nó lại một tí nhớ. Thì có hai dòng hiển thị hình ảnh, một dạng là dạng bitmap và một dạng là dạng vector. Thì sự khác nhau giữa bitmap và vector nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là sự thay đổi về mặt kích thước thôi. Thay đổi về mặt kích thước của vector thì nó sẽ giữ nguyên chất lượng hình ảnh, không tức là không có một cái sự khác biệt so với cái bản nhỏ. Nhưng mà ở bitmap thì khi các bạn vỡ ra, khi các bạn phóng to ra thì các cái hình ảnh nó bị vỡ. Bởi vì sao? Bởi vì với mỗi một pixel nó được định nghĩa là một ô vuông. Và khi mình phóng to lên đấy thì tương đương với mình phóng to lượng pixel lên, nhưng cái ô vuông đó nó không thay đổi, nó dẫn đến là nó bị vỡ ra. Vậy thì phần mềm Illust ở trong nhóm bộ phần mềm của Adobe thì nó sẽ hỗ trợ cho các bạn việc tạo ra các cái file hình ảnh bằng vector. Vì thế nên tính ứng dụng của nó gồm có những thứ như sau. Các bạn có thể sử dụng Illust cho việc in ấn, việc thiết kế poster, việc dàn trang, tạo logo, làm hoạt hình, đúng không? Các bạn đã được học hoạt hình của lớp thầy Tú rồi thì Illust được dùng chủ yếu ở trong cái quá trình mà các bạn tạo logo, tạo nhân vật. Vậy thì trong cái hai cái buổi này thì chúng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách đồ lại nhân vật từ một ảnh thành nhân vật bằng vector. Và buổi thứ hai thì nếu mà có thời gian, tôi không biết là buổi này mọi người có học hết được không, thì buổi thứ hai thì chúng sẽ hướng dẫn mọi người cái cách thiết kế một cái banner bằng Illust. Nó tính ứng dụng thôi chứ nó cũng không ấy. Bởi vì khi mà mọi người đã bắt đầu làm quen được với Illust này thì mọi người sẽ có cái rất là nhiều cái tính ứng dụng của nó. Để bắt đầu thì mọi người vào Illust. Illust là cái biểu tượng AI mà hình màu vàng ở trong bộ của Adobe. Vào lệnh file, chọn lệnh new khi các bạn tạo mới. Nếu mà các bạn mở một file cũ ra thì các bạn có thể chọn lệnh open, đúng không? Phím tắt là Ctrl O, còn tạo mới là phím tắt là Ctrl N. Ở trong bảng tạo mới, ở cái phần name là phần tên thì chắc là mọi người không có gì xa lạ, đúng không? Nhưng ở phía dưới là phần profile. Profile nó quyết định xem cái nhu cầu của các bạn đang làm là gì. Ví dụ các bạn đang làm là dành cho phim, đúng không? Thì các bạn chuyển sang chế độ video và phim. Nếu các bạn là dành cho in ấn thì các bạn chuyển sang chế độ print. Lúc này mình sẽ học thêm một cái lý thuyết nữa, đó là không gian màu. Với mỗi một cái nhu cầu khác nhau thì cái không gian màu sẽ khác nhau. Ví dụ ở không gian màu khi bạn sử dụng cho việc phim là các bạn sử dụng cho không gian màu RGB. Còn khi các bạn dùng cho in ấn thì không gian màu của các bạn là CMYK, đúng không? Các bạn nhìn thấy ở đây này, cái color profile này là CMYK. Ở cái đoạn này có một sự khác biệt rất rất lớn giữa CMYK và RGB. Lý do là vì như sau. RGB hay còn gọi là red, green và blue, đúng không? Nó được tạo thành bởi là các bóng điện ở trong cái màn hình của các bạn, đúng không? Ba màu các bạn nhòm sát vào cái màn hình ấy. Các bạn nhìn thấy ba màu đó, đúng không? Thì đó là được tạo, tất cả mọi màu sắc đều được tạo bởi ba cái màu đó. Nhưng khi các bạn đi ra in ấn thì ba cái màu này nó không giải quyết được cái vấn đề để các bạn in ra một cái hình ảnh gì đó, ví dụ như là hình ảnh này, đúng không? Mà họ phải sử dụng bốn màu, đó là C là gì ạ? Cyan. M là gì nhỉ? Cũng chẳng nhớ. Tóm lại là nó là bao gồm là bốn nhóm màu, đúng không ạ? Một là màu gì nhỉ? Ngoan nhớ ạ? Căng quá. Màu C, M, K. Được chưa? Nó gồm có này, cyan, đúng không? M là gì ạ? Magenta, đúng không ạ? Magenta này. Màu Y là gì ạ? Yellow là màu vàng, đúng không? Và màu K là màu gì ạ? Black and white, đúng không? Hơi lệch một tí, đúng không? Vậy thì nó có ba cái nhóm màu này, là màu hồng này, màu xanh này, màu vàng này và màu đen và trắng. Đấy. Thì lý do tại sao là vì cái này nó đại diện cho cái chất liệu để tạo màu trong thực tế, để tạo mực trong thực tế.
Và với bốn cái chất liệu này nó giúp cho cái việc in ấn, in offset hay còn gọi là in offset, nó tạo ra được đúng màu bản chất của nó. Vì thế nên nó có tên là CMYK. Nhưng nếu mà các bạn không liên quan gì đến in ấn thì các bạn có cần quan tâm đến CMYK? Thực ra là các bạn không cần thiết phải quan tâm đến cái việc đó. Ở đây mình chỉ quan tâm đến cái RGB, đó là cái phần mà các bạn liên quan đến cái phần các bạn làm phim thôi. Cái sự khác biệt nếu mà nói về hình ảnh thì RGB có độ màu sắc tươi sáng hơn so với bộ màu CMYK. Đấy là sự khác biệt về cái cảm quan. Vậy thì ở đây để mình bắt đầu với việc mà làm một cái bộ phim này thì mình chọn profile của mình là web và phim, đúng không? Ở trong cái quá trình mà các bạn tạo ra web và phim, tiếp tục nó sẽ có một cái sự khác biệt nữa cần phải chú ý, đó là định dạng phim. Định dạng phim thì trong làm phim nó có hai nhóm định dạng phim. Một là nhóm SD và PAN, MPSC và PAN này, thì nó được gọi là nhóm SD, tức là nhóm chất lượng thấp. Nó dùng cho hồi xưa ấy, khi các bạn sử dụng ở trên các bạn cứ xem phim truyền hình mà bằng cái TV TV 14 ấy, làm gì rồi 51 đi. Tức là cái TV nhỏ nhỏ mà lồi lồi ấy, TV gọi là màn hình lồi, đúng không? Thì nó là gọi là nhóm các cái thiết bị trình chiếu cho các cái TV màn hình lồi, hay còn gọi là hệ SD. Cái hệ đấy nó có một đặc điểm, đó là cái kích thước mà các bạn nhìn thấy khi thiết kế và cái kích thước mà nó chiếu lên hình nó bị khác nhau. Nhưng bây giờ nó cũng là quá khứ rồi. Bây giờ các bạn thì thường xuyên là sử dụng cho web này, đúng không? Cho các cái thiết bị như là LCD, đúng không? Hoặc là thiết bị đầu phát mà chạy được file MP4. Vậy nó sẽ nằm ở nhóm HD. HD đúng không? HD và HDTV. Ở đây mình sẽ có hai nhóm, một là HDTV 720 hoặc là HDTV 1080 cũng được. HDTV 1080 và HDTV 720. Thì các bạn làm phim thì các bạn chuyển sang HDTV 1080. Đấy là trong trường hợp các bạn thiết kế cảnh thôi. Mình tạo hình nhân vật thì phải làm như thế nào? Để tạo hình nhân vật thì các bạn chọn kiểu nào cũng được. Thực ra nó không có chạy. Kiểu nào cũng được. Bởi vì đến lúc mình phóng to thu nhỏ đều được, đúng không? Nhưng mà chỉ chú ý khi các bạn tạo hình nhân vật này, chỉ chú ý nhớ để không gian màu là RGB. Được chưa? Và ấn nút OK. Chúng để ở HDTV 1080 thôi cho nó to thôi. Mình nhìn bố cục cho nó dễ. Khi bạn tạo mới một cái file Illust, nếu mà các bạn để ở chế độ in ấn thì các bạn sẽ không thấy gì. Các bạn sẽ thấy bắt đầu bằng một màu trắng thôi. Nhưng khi mà các bạn để ở chế độ phim này thì các bạn thấy ở đây nó có trong suốt và hai cái ô vuông to và ô vuông nhỏ này. Vì là cái quá trình tất cả các bạn đều đang học làm phim nên Trung sẽ để ý đến những cái thông số làm phim hơn, được chưa? Vậy thì hai cái ô vuông ô chữ nhật nhỏ bên trong và nhỏ thứ hai này cho toàn bộ cái khung hình là cái ô vuông ô chữ nhật ngoài cùng, nó có ý nghĩa gì qua nhỉ? Thế đúng rồi, đúng không? Không dạy nó, tại vì nó không liên quan lắm. Vậy thì ở đây các bạn để ý này, khi mà mình tạo mới bất kỳ một cái file dạng phim nào sẽ luôn luôn tồn tại hai cái vùng chữ nhật trong và chữ nhật ngoài. Các bạn làm phim mở After Effects ra cũng thấy cái việc đó, đúng không? Quay thấy không? Chúng mở After Effects này. Thì cái ô vuông trong hay còn gọi có cái tên, nó được gọi là title safe, có nghĩa là vùng an toàn dành cho việc đặt chữ. Khi mà mọi người thiết kế, mọi người sẽ làm intro này, làm text giới thiệu tên của anh BNC nào đó, đúng không? Vậy thì khi các bạn làm bất kỳ một cái text nào, cái vùng text đó phải nằm trong cái vùng ô vuông nhỏ này. Nhớ chưa? Nếu mà các bạn nằm ngoài ấy, thì là không chính xác. Tất nhiên là nó cũng được nhưng không chính xác, đúng không? Không đúng theo quy chuẩn.
Thứ hai, cái vòng vùng ô vuông vì hình ô chữ nhật bên ngoài to hơn, hay nó còn gọi là action shape, hay còn gọi là vùng an toàn cho chuyển động. Vùng an toàn cho chuyển động có nghĩa là khi mà các bạn muốn người xem họ tập trung vào một cái hành động nào đó thì các bạn phải để cho nó ở bên trong cái ô vuông này. Ví dụ như là hai anh đánh nhau đúng không? Thì để mà người ta nhìn thấy được cái đấm vào mặt người ta thì cái việc đấm vào mặt đó nó phải nằm ở bên trong của cái ô vuông này, đừng có để sát ở bên ngoài. Lý do là vì khi mà các bạn quay phim hoặc các bạn dựng phim, đây này, ở trong After Effects nó cũng tồn tại một cái, hai cái vòng ô vuông như thế. Thì các bạn thấy rằng là ở bất kỳ đâu khi bạn dựng phim các bạn đều phải chú ý đến cái vùng viền này, nhớ chưa? Và đặt chuyển động cũng như là đặt đối tượng nằm ở bên trong của nó. Vậy thì đấy là liên quan đến phim đúng không? Nhưng mà bây giờ mình đâu có liên quan, mình tạo hình nhân vật đúng không ạ? Trong trường hợp mà các bạn giữa tạo hình ra một cái nền trắng và bạn tạo mới ra một cái nền trong như thế này, thì các bạn chuyển về chế độ nền trắng thì các bạn làm như sau. Vào lệnh view, chọn lệnh High Transparency Grid. Ở bên dưới có nhìn thấy không? Thì chúng zoom to lên nhé. Được chưa? Chọn lệnh High Transparency Grid, ấn vào nút này các bạn sẽ thấy mình sẽ quay trở về lại vùng trắng này. Vùng trắng thì dễ thiết kế hơn đúng không? Ở bài 1 của mình hướng dẫn về cái cách tạo hình nhân vật. Tạo hình nhân vật ở đây là khi các bạn vẽ ra bất kỳ một cái hình nào và các bạn muốn biến nó trở thành một file vector. Nhu cầu của mình đang là làm hoạt hình đúng không? Vì thế nên mình sẽ vẽ phát thảo một cái nhân vật nào đó và mình muốn chuyển nó về vector, thì mình sẽ làm các bước như sau. Thứ nhất, các bạn cần phải có mẫu hình đó ở bảng thiết kế của mình. Để làm được việc đó thì các bạn vào lệnh file này, chọn lệnh plate, phím tắt là shift control p hay là control shift p. Các bạn mở ra file. Ở trong cái bài tập chung có để cho các bạn hai nhân vật, một là thằng anh và hai là thằng em đúng không? Hai là con em đúng không? Đây là một trong những cái dự án mà bọn Trung đang triển khai. Dự án này nó bắt đầu bằng câu chuyện hoạt hình kể về một gia đình nhà mèo. Đấy, các bạn nhìn thấy một số cái nhân vật nữa. Mục tiêu chính của cái dự án này nó là tạo ra một bộ phim hoạt hình, một series phim hoạt hình chính xác hơn. Một series phim hoạt hình dựa trên những công cụ làm phần mềm hoạt hình chuyên nghiệp. Các bạn được học hoạt hình bằng phần mềm gì ạ? After Effects đúng không? Thực ra thì từ trước tới nay tất cả mọi phim hoạt hình đều làm trên After Effects, nhưng ở bên ngoài thế giới họ không làm như thế mà họ chuyển qua những cái phần mềm chuyên nghiệp hơn như là Moho hoặc là Animator Create, Crazy Talk Animator. Được. Thì nhưng vấn đề ở chỗ là tất cả các cái phần mềm đấy nó đều rất khó để mình có thể hiểu được. Ở Việt Nam thôi, rất khó để mình có thể hiểu được. Vì thế nên đội của bọn Trung đang xây dựng một cái câu chuyện hoạt hình dựa trên các cái phần mềm đấy. Một phần để là mình hiểu về phần mềm, để sau này mình có thể hướng dẫn là các bạn. Phần nữa đó là mình cập nhật các cái công cụ mới ở ngoài thế giới. Vậy thì cái câu chuyện này thì về gia đình nhà mèo đúng không? Và ở đây các bạn sẽ có là hai nhóm nhân vật này, một là anh, hai là em. Mọi người thích nhân vật nào thì lấy nhân vật đó làm, không quan trọng về mặt điểm bắt đầu, bởi vì công thức mình làm sẽ áp dụng cho tất cả mọi vấn đề liên quan đến thiết kế nhân vật, được chưa? Ở đây chúng sẽ lấy thằng anh ngoạ. Thằng anh là con mèo, tính nó hơi ngu ngốc một tí đấy người nhé, đần đần đúng không? Hơi ngớ ngẩn đúng không? Con em thì là thông minh đúng không?
thông minh nhưng mà rất là hiểu nóng tính. Vậy thì ở đây chúng sẽ lấy hình là hình của đứa em nhé. À thằng anh thì tên là Banana, nó là chuối không ạ? Để bắt đầu import vào thì các bạn chọn vào cái thư mục giáo trình này. IE tiết 2, ai đã download về rồi thì import vào giúp. Khi đừng bắt đầu bấm vào cái hình đó thì dừng lại để chung hướng dẫn. Khi các bạn import một cái hình vào bản thiết kế của mọi người, chú ý dừng lại ở đây. Các bạn sẽ thấy ở bên dưới nó có lệnh link template replace và show import option như vậy. Thì ở đây chú chỉ nhắc ở cái chỗ phần khi mà các bạn đặt là link, có nghĩa là nó đưa cái ảnh của các bạn vào trong file Photoshop nhưng ở dưới dạng là liên kết. Còn nếu trong trường hợp các bạn bỏ lệnh link này đi thì nó sẽ đưa cả cái ảnh đó vào trong file Photoshop của các bạn và nó ở lại đó. Có sự gì khác nhau ở chỗ đó? Nếu mà các bạn để link thì cái file dung lượng của file nó sẽ nhỏ luôn. Còn nếu mà các bạn không để link thì dung lượng của file nó sẽ to, bởi vì nó phải chứa cả cái file ảnh đó. Đúng không? Mình đang AI nói Photoshop. Chắc là em nói nhầm. Đầu nó hơi lộn xộn. Ở đây chỗ này phần link có nghĩa là mình import cái file ảnh đó vào trong Illustrator này mà còn thôi để ấn cho nó nha. Ấn nút play. Đây, nói ở đây. Khi mà mình import vào dưới dạng là link này, chúng ta để dưới dạng là link này, thì ở bảng link của các bạn vào phần Windows này, chọn link này. Thì sẽ có cái file mà các bạn import vào, được chưa? Nhưng trong trường hợp nếu mà các bạn chọn lệnh bỏ cái lệnh link đi, ví dụ chung import hình con em vào nhé, và chung bỏ lệnh link đi này và ấn nút play và hạ nó xuống, thì mọi người nhìn ở đây, nếu không có link thì các bạn sẽ thấy nó là một đối tượng đồ họa, còn nếu mà nó có link thì ở đây nó chỉ coi là một dạng ảnh nhưng mà lại đường dẫn. Sự khác nhau ở đây tương đối lớn nếu các bạn làm về in ấn. Khi các bạn thiết kế về in ấn thì các bạn bắt buộc phải bỏ link đi mà để nguyên nó trở thành một đối tượng đồ họa, bởi vì khi các bạn xuất ra cho đơn vị in ấn thì cái file này nó sẽ đi kèm luôn. Nhưng nếu mà các bạn copy cho đơn vị in ấn mà nó là một dạng file link thì sao ạ? Đến một đơn vị in ấn khác thì nó sao? Nó không in được bởi vì nó sẽ bị mất link. Thì nhớ nó sự khác nhau ở mỗi chỗ đó thôi. Đang là link mà. Đang là in ấn thì bỏ cái link đi hoặc là có cái link thôi. In ấn thì bỏ link đi. Được chưa? Vậy thì ở đây mình không... Không, template là mẫu. Không liên quan. Ở đây mình chỉ lấy link thôi đúng không? Tại vì mình đâu có in ấn đâu. Khi mà ấn nút play, con trỏ chuột nó biến thành đối tượng. Con trỏ chuột nó biến thành một đối tượng như thế này. Ở đây nó thông số của nó là nó đang có một cái file ảnh ở trong bộ nhớ này, và mình phải ấn nút trái chuột thì nó sẽ thả cái ảnh đó ở trên màn hình. Được chưa? Khi các bạn ấn trái chuột thì cái ảnh đó nó sẽ được hiện lên trên màn hình. Đó là với lệnh play. Đây là mẫu thiết kế bằng vẽ tay đúng không ạ? Nhiệm vụ của mình là biến nó trở lại thành một file Illustrator để mình sử dụng trong cái quá trình làm hoạt hình luôn. Em có link à? Là có cả. Còn đấy.
Được chưa? Khi mà mình import nguyên một cái file ảnh vào trong Illustrator này thì toàn bộ cái khung ảnh đó được đưa vào trong Illustrator và bao gồm tất cả các đối tượng. Nhưng ở đây mình chỉ muốn nhìn thấy một phần nào đó của ảnh thôi, hay còn gọi là mặt nạ đúng không? Ở lớp mình có học Photoshop không? Có nhiều người biết mask. Đúng không? Thì nếu mà ai mà biết Photoshop thì nó là mặt nạ đúng không? Mask đúng không? Còn nếu mà chưa biết thì nhu cầu của mình ở đây là chỉ muốn khoanh vùng một cái khoảng nào đó để mình hiển thị thôi. Thì các bạn làm theo thao tác như sau. Đối với ảnh này thì các bạn vào lệnh mask ở trên cùng. Chưa được. Ok, thế anh dừng lại một tí nhá. Play chưa? Thôi. Đi qua nó đấy, đi nó lên video. Thì là em đâu thấy cá mà tình em đâu. Cứ mở lên. Chúng ta luôn. Thế thấy khó hơn à? Em mở đây chưa? Mở lên thôi. Làm mới. Mà các bạn muốn mặt nạ một cái vùng ảnh nào đó, ở đây chúng chỉ muốn hiện ra ở cái hình ảnh duy nhất là cái con mèo này thôi đúng không? Và chúng muốn bỏ hết tất cả các cái phần còn lại. Thì các bạn làm như sau này. Đầu tiên bấm vào cái file ảnh, sau đó bấm vào vùng mặt nạ này, mask này. Khi bấm vào vùng mặt nạ thì một ô chữ nhật bao quanh luôn cái ảnh mà mình vừa tạo ra đúng không? Các bạn đừng ấn nút dịch vụ. Sau khi ấn mask xong. Rất hay bị lẫn đấy. Sau khi ấn mask xong, một cái ô vuông bao quanh cái hình chữ nhật của mình đúng không? Sau đó các bạn di chuyển chuột đến điểm cuối cùng của hình chữ nhật đó. Được chưa? Và các bạn kéo cái điểm này đi vào bên trong như thế này. Được chưa? Đừng có ấn vào cái gì vội, là bởi vì nếu mà mọi người ấn thì mọi người sẽ mất cái điểm mặt nạ đó. Có được chưa? Được. Qua chưa được không ạ? Hơi nhanh quá. Được chưa? Bây giờ khi mà các bạn bấm vào đối tượng, lúc này các bạn sẽ không điều khiển mặt nạ nữa. Có nghĩa là ở đây nếu mà Trung muốn thay đổi mặt nạ này, đấy, thì nó sẽ bị thành là béo đúng không? Bởi vì lớp mặt nạ là một lớp ô vuông ẩn ở xung quanh của cái đối tượng này.
để kích hoạt lại chế độ mặt nạ, tức là để mình điều khiển lại được vùng mặt nạ, thì các bạn làm như sau. Các bạn, con trỏ chuột vẫn đang ở công cụ Select. Các bạn nhớ công cụ Select Tool, phím tắt là V, là một công cụ quan trọng nhất trong cái Illust này. Dùng zoom to lên nhé, không sợ mọi người nhìn thấy. Cái công cụ Select này này, nó không chỉ quan trọng trong Illust mà nó quan trọng trong Photoshop này, After Effects này, Premiere này. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái công cụ để lựa chọn đối tượng. Nếu mà trong trường hợp mà các bạn đang con trỏ chuột mà nó đang ở một cái trạng thái khác, thì các bạn phải quay trở về công cụ Select này để làm cho nó đỡ bị rối. Để thay đổi lại cái mặt nạ của đối tượng thì bấm vào đối tượng đó, sau đó di chuyển chuột về vùng cạnh của đối tượng. Được chưa? Di chuyển chuột về vùng cạnh của đối tượng. Được chưa? Bây giờ khi mà Trung muốn thay đổi cái vùng viền của mặt nạ thì Trung nháy kép vào cái vùng bao trinh bóc này, à cái vùng bên ngoài này. Khi mà Trung nháy kép vào thì cái đường path nó sẽ được select, và ở đường path này chính là cái mặt nạ vừa rồi mà mình tạo ra đấy. Thì mình có thể mở rộng mặt nạ ra bằng cách là lại thay đổi vào đây, đúng không? Mở rộng mặt nạ ra này. Được chưa? Nháy kép vào cái viền đây, nó có cái viền này này, nháy kép vào nó này. Nháy kép vào cái viền đấy, thì bấm lần nữa để lựa chọn cái vùng mặt nạ. Lúc này mình đang lựa chọn vùng mặt nạ này, và mình có thể mở rộng ra đấy. Đấy, trong trường hợp mà các bạn muốn thay đổi vùng mặt nạ nữa. Được chưa? Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm đến thao tác vẽ một nhân vật. Vậy thì để bắt đầu các bạn vẽ một nhân vật thì các bạn cần phải biết cách tạo ra một đối tượng đó. Để tạo ra một đối tượng thì các bạn nhìn vào bên tay trái khung. Khung tạo đối tượng nằm toàn bộ ở phần này. Được chưa? Nếu mà mọi người đang để ở chế độ là đóng thì khung tạo đối tượng nằm toàn bộ ở phần này. Hai nhóm đầu tiên là nhóm Pen Tool này. Pen Tool là nhóm dùng để vẽ đối tượng.
cái chữ T đại diện cho phần text trong tất cả các cái phần mềm của nhóm Adobe. Bất kỳ chỗ nào mà mọi người nhìn thấy chữ T, nó đều là công cụ để tạo ra text, tạo ra chữ. Ở bên dưới là công cụ tạo ra đường thẳng. Hình ô vuông đại diện cho nhóm công cụ tạo ra các hình cơ bản. Ở đây có một cái bút vẽ đại diện cho phần vẽ, vẽ màu. Ở đây nó có cái bút chì đại diện cho phần vẽ bằng bút chì luôn. Và cuối cùng là cái tẩy. Vậy thì cả buổi hôm nay mình sẽ chỉ tập trung vào nhóm các cái đối tượng tạo hình đấy thôi. Trong nhóm đầu tiên đó là mình sẽ học về các hình khối cơ bản. Các hình khối cơ bản để truy cập vào cái phần đối tượng này, phím tắt của nó là chữ M đúng không? Thì các bạn bấm giữ chặt thì một ô vuông gồm các đối tượng cơ bản nó hiện lên, bao gồm hình ô vuông hay chữ nhật, tức là hình có bốn cạnh. Đối tượng thứ hai là rounded rectangle tool, có nghĩa là hình ô vuông hoặc chữ nhật nhưng mà làm mềm góc, là những đối tượng mà các bạn có thể làm là như là kiểu nút ấn hoặc là cái gì mà nó có mềm vừa. Ellipse tool là công cụ để tạo ra các cái đường tròn hoặc là đường cong, đường tròn hoặc là các hình ellipse. Polytool là công cụ để tạo ra các cái hình đa giác. Star tool là dùng để tạo ra các hình ngôi sao. Ngôi sao nó có một nguyên một công cụ, bởi vì là cái ngôi sao này khi các bạn làm thiết kế thì rất hay sử dụng vì nó đẹp. Flare tool là công cụ làm ánh sáng, ít khi dùng. Được chưa? Để tạo ra hình ô vuông hoặc hình chữ nhật thì mọi người vào lệnh Rectangle Tool và bắt đầu vẽ này. Ví dụ ở đây trong thực tế các bạn với nhân vật như thế này thì hình ô vuông nó liên quan đến cái gì trong thiết kế không? Nó có thể là chân đúng không? Ở đây gần giống đúng không? Để bắt đầu vẽ hình ô vuông này, mọi người bấm vào hình ô vuông được chưa? Ở hình ô vuông như thế này thì nó chưa thể bắt đầu nếu các bạn không đặt các cái lệnh điều khiển ở phía trên. Lệnh điều khiển ở phía trên bao gồm hai nhóm, hai cái vùng màu. Một là vùng màu bên trong của cái ô vuông đó, vùng màu bên trong của ô vuông đó hay còn gọi là fill tool, là cái vùng mà có dấu chéo đầu tiên ấy. Còn nếu mà các bạn đã được chọn màu rồi thì không sao. Ví dụ như là mình muốn chọn một cái màu nào đó, ví dụ như là màu xanh chẳng hạn. Được. Vùng bên cạnh hay còn gọi là vùng viền đúng không? Mình có thể chọn một cái màu viền, đó là màu đen chẳng hạn. Biểu tượng của vùng viền và vùng đổ màu nó khác nhau ở chỗ là ở vùng viền các bạn sẽ thấy một ô vuông nhỏ ở bên trong vùng màu. Cứ chỗ nào mà có cái ô vuông nhỏ ở bên trong vùng màu thì các bạn hiểu rằng là đấy là điều khiển vùng viền của đối tượng. Còn chỗ nào mà không có ô vuông nhỏ đó, nó tương đương với vùng bên trong. Ở đây nếu mà ở bên trong đang là vùng màu xanh và ở bên viền nó đang là vùng màu đen thì chung vẽ. Khi chúng vẽ một ô vuông như thế này thì ở bên trong mọi người sẽ thấy nó đã là cái màu xanh mà chúng lựa chọn, còn ở bên ngoài là vùng màu đen. Với một cái ô vuông hoặc một hình chữ nhật bất kỳ, các bạn sẽ thấy ở bên trong của đối tượng
đều có một cái dấu chấm ở bốn cạnh. Dấu chấm đó hay còn gọi là làm mềm viền. À, mọi người đã tạo ra ngôi vua chưa? Đúng rồi. Chúng làm đến đâu mọi người nhớ làm theo nhé. Thì cái đối tượng làm mềm viền này, khi các bạn di chuyển chuột vào cái dấu chấm này thì các bạn có thể làm mềm các cạnh. Vẽ hình này như nó vào vùng làm việc khác thì nó cũng ra màu. Đâu? Vẽ ra chỗ khác thì nó lại hiện trắng hoặc là nửa màu thôi. Ý anh này như nào? Sao máy của anh bị thế? Đâu? Tại vì em đang ở trong một cái layer khác, em đang ở bên trong của cái con mèo này, em đang ở bên trong con mèo này, em đi ra ngoài hết, em đang ở bên trong, tức là mình đang ở bên trong con mèo, đang ở bên trong con mèo, vẽ ở bên trong đấy mình che kín, em đang dùng mask rồi, chị cũng mask. Đây, trong trường hợp vừa rồi mọi người gặp một cái lỗi như sau này. Khi khi mà mọi người bấm vào con này, mọi người nhìn thấy vùng mặt nạ của nó là ở đây đúng không? Đến đây là kết thúc đúng không? Thì nếu mà mọi người nháy kép vào đây này, và mọi người đây là đang ở trong vùng mặt nạ của nó, thì mọi người vẽ vào đây, ví dụ chúng vẽ ở đây, mọi người không thấy gì đúng không? Không thấy gì bởi vì nó đang nằm ở trong vùng không hiện ra của cái vùng mặt nạ. Nếu mà chúng vẽ ở đây thì mọi người nhìn thấy đúng không? Nó đang bị che đúng không? Thả ra này, thấy chưa? Mình đang vùng ở trong vùng điều khiển cái vùng mặt nạ của đối tượng thì nó sẽ không nhìn thấy. Đấy là một số lỗi mọi người đang gặp. Hình vuông này thì chắc là nó cũng chả có gì đúng không? Nó cũng chả hấp dẫn gì cả thì bỏ qua. Bây giờ mình sẽ đến phần tiếp theo là ở các cái hình cơ bản này thì chúng ta lướt qua này. Các hình tròn viền này thì không nói làm gì đúng không? Hình tròn không có gì đặc biệt đúng không? Nó sẽ bắt đầu đặc biệt khi các bạn bắt đầu điều khiển được cái hình như thế này. Để điều khiển được các cái hình như thế này thì chúng ta sẽ đến với các vùng điều khiển. Ở đây nếu mà các bạn chọn một hình tròn và sau đó để ý phía trên cùng của đối tượng, cái lệnh stroke hay còn gọi là lệnh viền, nó đang là bao nhiêu pixel? Một. Nó không phải là một pixel đâu, là một point đúng không? Khi mà các bạn tăng kích thước viền lên, tương đương với việc làm cho cái viền của nó đậm lên, được chưa? Nhưng khi các bạn đậm lên, các bạn có để ý thấy rằng là cái vùng đậm nó lấy cái đường vòng tròn làm tâm và nó mở sang hai bên không? Chú ý cái đấy nó cũng khá là quan trọng khi các bạn tạo hình nhân vật đấy. Bởi vì khi mà mình tạo hình nhân vật thì tất cả các vùng viền nó phải nằm bên ngoài của cái vùng tạo hình đó. Ở đây, cái viền của nó đang lấy cái đường vẽ làm tâm và mở rộng sang hai bên đúng không? Để điều khiển được cái sự mở rộng đó, các bạn bấm vào lệnh stroke. Ở trong lệnh stroke thì cái width có nghĩa là kích thước của viền. Thì các bạn không có gì vấn đề gì đúng không ạ? Cái thứ hai, ở đây mình có cái cap. Cap này nó sẽ hiện ra khi các bạn xử lý đối với những cái đối tượng mà nó không có đóng viền. À, nó không có điểm đóng. Ví dụ chung vẽ tạm một cái pen ở đây nhé. Với một đối tượng không có điểm đóng, giống như chung vừa làm rồi, thì để cap thành hình tròn thì các bạn để ý đến cái điểm cuối của nó thì các cái điểm cuối nó thành hình tròn. Người hiểu chưa? Tiếp theo, cái phần cap nếu mà các bạn để thành hình vuông này hay còn gọi là projecting thì nó sẽ mở rộng hơn so với cái điểm kết thúc của các bạn một tí. Thấy chưa? Ít khi dùng, thông thường chúng hay dùng lệnh cap tròn như thế này thì trông nó đẹp hơn đó. Thứ hai, ở vùng góc, các bạn thấy vùng góc của nó đang là gì ạ? Nhọn đúng không? Thì các bạn chọn lệnh bo góc. Được chưa? Thì nó sẽ mịn lại. Hoặc phạt góc đúng không? Vát góc đúng không? Thì nó sẽ có một điểm cắt như thế này.
Cái này tùy vào nhu cầu, nhưng khi mà các bạn tạo hình nhân vật thì hiếm khi các bạn sử dụng cái này, mà đa phần đều là bo tròn góc hết. Với một cái đối tượng mà không có điểm kết thúc thì ở phần align stroke nó không có điều khiển, nhưng đối với một cái đối tượng mà có điểm kết thúc thì ở phần align stroke các bạn sẽ thấy rằng là nó đang là biểu tượng lấy cái điểm vẽ làm trung tâm, đúng không, và mở rộng ra. Cái biểu tượng thứ hai là lấy điểm vẽ làm đầu và mở rộng vào bên trong. Các bạn để ý đến cái vòng tròn đấy. Mở rộng vào bên trong này. Thì khi mà mở rộng vào bên trong thì mình sẽ thấy rằng là tất cả các cái điểm mà mình vẽ nó sẽ nằm bên trong cái điểm mà mình vẽ thôi, kể cả cái vùng viền. Cái này dành cho những trường hợp khi mà các bạn vẽ chính xác và các bạn chỉ muốn các cái đối tượng nó chỉ nằm ở phía bên trong của vùng viền thôi. Ngoài ra các bạn cũng có thể chọn lệnh là mở rộng ra bên ngoài. Lệnh stroke này không có gì đặc biệt, đúng không ạ? Tiếp theo là lệnh định nghĩa vùng viền. Lệnh này thì hay dùng hơn. Nếu mà các bạn nào mà hơi chuyên về vẽ hoặc là chuyên về làm đồ họa, về nghệ thuật, thì cái này nó cho phép các bạn điều khiển cái bút vẽ của các bạn. Nếu các bạn tạo hình thì các bạn cứ để nguyên cái vùng chóp này, nó là hình tròn không? Nhưng mình bây giờ mình không muốn, mình muốn nó thành giống như là nét vẽ hơn, thì các bạn bấm vào phần basic này, sổ xuống. Ở đây nó có rất là nhiều cái dòng nét vẽ khác nhau. Ví dụ chúng ta chọn một cái mẫu nào đó. Ở đây này, 3.0. Cũng không hiểu nó là cái gì. Ở đây nó chỉ có khoảng tầm 4 mẫu thôi. Nhưng khi các bạn bấm vào cái biểu tượng nhỏ nhỏ phía trên cùng này này, nó hiện ra một cái bảng. Và ở đây ở cái phần Open Brush Library, nó là một thư viện gồm rất nhiều cái loại viền khác nhau. Cái viền chung hay dùng nhất đó là viền .. đúng. Mọi người có hay dùng viền .. không? Như kiểu để cho em bé cắt hình. Cái viền .. đấy hay còn gọi là viền. Các bạn vào phần border này và border dashed. Về nhà thì các bạn nhớ mở tất cả cái nhóm viền này ra và thử nhé. Bởi vì cái này là chỉ là thử để mình biết xem là mình nhớ đến bao nhiêu thôi. Càng nhớ nhiều thì các bạn càng tốt, đúng không? Ở đây chúng chọn border dashed này. Ở phần border dashed thì nó có rất là nhiều đường có .. và chúng chỉ cần chọn một đường bất kỳ. Được chưa? Vậy thì trong trường hợp mà các bạn cần phải làm viền trở thành viền .. hoặc là viền mà mang tính nghệ thuật thì nó có rất nhiều bảng ở đây. Các bạn có thể tìm ở đâu đó như là nghệ thuật, decorate chẳng hạn, sculpture ví dụ như thế. Thì ngôi sao chẳng hạn, được chưa? Ví dụ như thế. Thì nó cũng vui, đúng không? Thì cố gắng mọi người về mở càng nhiều càng tốt. Bởi vì bất kỳ lúc nào, ở bất kỳ thời điểm nào, khi các bạn làm một cái dự án nào đó, nếu mà trong đầu của các bạn đã có cái kinh nghiệm, tức là đã trải qua được, à cái hiệu ứng này mình đã nhìn thấy rồi, thì nó sẽ rất dễ cho các bạn để hoàn thành, đúng không? Đó là chúng ta đang nói về vùng viền. Còn không ngầm định, các bạn để về chế độ basic. Và tắt đi từ đâu đi.
Tiếp theo, chúng ta hướng dẫn mọi người sử dụng công cụ Pen Tool. Công cụ Pen Tool là một cái công cụ mà rất hay sử dụng ở trong cả After Effects, cả Photoshop, cả Illust. Lý do là vì nó là công cụ tạo ra một đối tượng theo một hình thù bất kỳ. Công cụ Pen Tool là cái công cụ đầu tiên mà các bạn để ý. Nó nằm ở bên tay trái và phím tắt của nó là chữ P. Nhớ tại vì cái phím tắt nó rất hay sử dụng. Nếu mà các bạn muốn tăng cường tốc độ làm việc đúng không? Thì mình sử dụng phím tắt thì nó sẽ dễ hơn. Ở đây, mọi người dùng công cụ Pen Tool vẽ theo hình như mẫu. Dùng công cụ Pen Tool này thì các bạn chỉ cần bấm và thả, nó tự động tạo ra đường vẽ theo các cái điểm chấm chấm của các bạn. Và để kết thúc thì các bạn ấn nút Escape. Nhưng để các bạn khóa vòng tròn thì các bạn phải bấm vào điểm cuối cùng của vòng tròn. Nếu các bạn Escape có nghĩa là các bạn tạo ra một đối tượng nhưng không có điểm kết thúc. Còn nếu các bạn kết nối vào cái điểm đầu tiên của nó, tức là các bạn khóa lại vòng tròn vẽ của các bạn, thì nó sẽ coi như đó là một đối tượng khép kín. Có vấn đề gì khi mà mình vẽ như thế này? Có xấu không? Xấu. Xấu, vì sao? Cong này. Vì nó không cong đúng. Lý do là vì tất cả các cái điểm mà Trung đang vẽ này nó đang không có độ cong. Để tạo độ cong cho cái quá trình mà mọi người đang vẽ này thì mọi người lại phải học thêm một cái lý thuyết nữa. Trong vector nó chỉ quan tâm đến giữa hai điểm tạo ra một đường thẳng thôi. Ví dụ ở đây các bạn nhìn vào con mèo này, giữa hai điểm tạo ra một đường thẳng thì các bạn thấy rằng là ở đây cái vành tai đầu tiên của nó này, nó sẽ có điểm này, điểm đầu và điểm cuối đúng không? Và để tạo ra đường cong thì phần mềm vector bất kỳ, không phải tính luôn, phần mềm vector bất kỳ nó cho phép đường cong theo các đường phát tuyến. Các bạn cũng không cần nhớ nó là cái tên nó là gì cho nó kinh khủng. Để tạo ra các cái đường cong theo đường phát tuyến đó thì các bạn đầu tiên này, điểm đầu bấm nhưng đừng thả ra bộ, các bạn bắt đầu kéo chuột. Thì khi các bạn kéo chuột nó sinh ra hai đường phát tuyến như thế này. Cái đường này nó sẽ làm cho cái đường vẽ của các bạn cong lên. Các bạn thấy không? Các bạn thấy nó cong chưa? Và ở điểm cuối các bạn bấm nhưng cũng đừng thả ra. Tiếp tục kéo ra và thả. Vậy thì hai đường phát tuyến này nó sẽ tạo ra cái độ cong cho cái nét vẽ của các bạn. Đúng không? Mọi người thử đi ạ. Cái này thì cần phải thử. Bởi vì đây là tạo hình đúng không? Cái bước mà mình thả ra đó là mình kết thúc cái quá trình tạo cái phát tuyến của nó. Chúng ta không thả cái này. Đúng không? Vẽ vẽ nó không nhỉ? Chưa chưa. Cái nhưng mà đầu mình vẫn vẫn bước đây bắt đầu bấm đây này, bấm bỏ cái này ra, bấm lên cái này có được không? Bắt đầu mình chọn cái này nhé.
Ở đây có một đoạn rất khó, đó là với những trường hợp mà khi các bạn tạo ra một cái đo góc, nó gọi là gì, nó gọi là tạo ra góc đúng không? Ở trong trường hợp này, khi mà Trung muốn escape đi nhé, Trung làm lại này. Trong trường hợp này Trung muốn vẽ liền một mạch, tức là Trung muốn vẽ từ cái điểm tạo ra hình tam giác, tức là tạo ra góc ạ, thì đến điểm này đúng chưa? Ví dụ Trung vẽ như này là ok rồi, nhưng khi Trung đến điểm này thì các bạn có thấy cái việc phát tuyến thứ hai của nó làm ảnh hưởng tới đường cong của Trung đúng không? Đúng. Trong quá trình mình vẽ như này, mình muốn điều khiển cái phát tuyến thứ hai đó thì các bạn giữ lệnh an trỏ chuột vào cái phát tuyến thứ hai này. Ở tiếng Anh nó gọi là handle, như kiểu là tay đòn điều khiển. Và tiếng Việt mình hơi khó để dịch, bởi vì nó có nhiều cái từ quá. Đấy, nói nhiều nhưng mà nó cũng rất là rộng, khó để mình định nghĩa cái công cụ của nó đúng không? Vậy thì ở đây, trong trường hợp các bạn giữ an này, kéo cái phát tuyến về đây, chúng hay gọi nó là phát tuyến bởi vì mình không được... Kéo cái phát tuyến về đây nhá. Và thả tay ra này. Chưa đủ đúng không? Mình kéo phát tuyến bên đây này, thả tay ra này. Được chưa? Và như thế, Trung có thể điều khiển. À, quên có mấy bạn đang mới. Đây, share cái view. Share view cho các bạn. Ok. Để các bạn ý ở đây nhé. Ok, bây giờ quay trở lại đây này. Khi mà mình bắt đầu vẽ, vậy thì bây giờ các bạn đã có khả năng điều khiển để vẽ nguyên toàn bộ một hình rồi đúng không ạ? Vậy thì các bạn vẽ toàn bộ phần đầu giúp Trung nhé. Hoặc là nhìn Trung cách Trung làm này. Để Trung không? Vấn đề để vẽ theo cái đường thẳng ấy thì các bạn chỉ cần là vẽ sao cho nó bám sát cái hình vẽ thôi đúng không? Trong một số điểm đường cong ấy thì các bạn bắt buộc phải điều chỉnh lại cái pháp tuyến luôn để sao cho nó mịn nhất có thể. Và ở đây Trung ấn nút Escape đúng không? Để kết thúc. Cái đường viền này nó đang hơi đậm, vì thế nên Trung sẽ điều khiển lại đường viền đúng không? Là giảm độ đậm của nó đi. Giảm nó đi. Khoảng 4 thôi. Và để màu phin, tức là màu đổ vào ấy, là không có màu, tí nữa mình điều chỉnh sau. Vậy trong trường hợp khi mà các bạn một màu nào đó đi cho nó dễ hình. Trong trường hợp khi các bạn đã vẽ xong rồi và các bạn muốn tiếp tục cái công đoạn vẽ tiếp
tiếp tục công đoạn vẽ tiếp. Thì các bạn bấm lại vào lệnh pen tool này và bấm vào điểm cuối cùng mà các bạn vẽ. Nhớ nhé, bấm vào điểm cuối cùng để các bạn vẽ tiếp mà. Bấm vào điểm cuối cùng này và sau đó các bạn bắt đầu vẽ tiếp. Vậy chung cho mọi người chung cho mọi người 10 phút, mọi người vẽ lại cho chung toàn bộ này, cái mặt này, cái áo này, cái tay này, quả chuối này, cái gì ạ, cái đuôi này, cái quần này, và cái gì ạ, cái chân này. 10 phút đấy. Mọi người cố gắng áp dụng cái phát tuyến đấy nhiều nhất có thể, bởi vì chỉ có phát tuyến đấy nó mới làm cho đường của các bạn cong ra được. Có ai mà chưa hiểu thì bảo chung để chung tư vấn tại chỗ. Nhớ cả cái quần nữa, nhớ cả cái tay, cái áo, nhưng mà cái áo thì kín như đây nhỉ, áo là khép kín không. Ở đây có một đoạn mọi người đang bị vướng cái áo này, thì mọi người phải phân ra cái áo nó có hai nhóm mà bản thân trong hoạt hình chắc là thầy Vũ không dạy, đó là cái áo nó có ba phần, được chưa? Cái body, cái phần vùng và bộ phần hông người này nó được coi như là một đối tượng, còn tay áo này và hay là cái tay bên trái này nó coi như là một đối tượng, và tay bên phải này, nó coi như là một đối tượng. Vậy thì các bạn, để các bạn thấy rằng là với một cái phần áo này nó sẽ có ba đối tượng ở đó. Ở trong hình này thì các bạn nhìn thấy rằng là nó chỉ có hai đối tượng thôi, đúng không ạ? Để vẽ áo thì các bạn làm như sau này. Các bạn để ý thấy ở cái điểm này này, nó cong xuống đến đây đúng không? Vậy thì chúng sẽ bắt đầu từ điểm đầu này. Ở đây này, một này. Cong một này. Bẻ cong ra này. Cong hai này. Bẻ cong ra này. Ở cái này cong nhỏ này. Đến đây đúng không? Bẻ cong ra này. Đến đây này, bẻ cong ra này. Đến đây này. Chỉnh lại một tí đúng không? Cong ít thôi. Ở đây nhá, mọi người chú ý đây. Cái tay
nó nằm trên của cái áo, vì thế nên các bạn phải tưởng tượng ra ở đằng sau cái tay này nó có một cái áo này, đúng chưa? Đằng sau cái tay này nó có một cái áo này. Đến đây đúng không? Đến đây đúng không? Bẻ cong cổ này. Rồi. Bẻ cong cổ này. Đến đây này, bẻ cong cổ này. Đến đây này. Và kết thúc ở điểm này được không ạ? Kết thúc ở điểm này. Đấy ạ. Thì đây là một phần của cái áo đúng không? Tiếp theo các bạn để cái vùng trong này thành không này để các bạn có thể nhìn thấy được. Vậy thì ở đây nó còn tồn tại thêm một cái tay nữa, vì thế các bạn phải vẽ phía tay phía trên của cái áo đó. Và ở chỗ này chúng sẽ để màu. Màu đen đúng không? Phần da thì là màu hồng hồng đúng không? Hồng hồng. Ở đây cũng chả có phần da. Cái áo chúng sẽ để lại thành màu xanh. Ừ, đây là nguyên tiền mà. Xanh dương. Tương tự như thế, ở đây nó có đằng sau của nó sẽ có một cái áo ở phía đằng sau của nó này. Màu xanh dương này. Màu xanh đậm này. Màu xanh đậm này. Ở đây nó có một cái tay của nó đúng. Viền là màu đen. Ở đây các bạn nhớ vẽ cả cái quần nữa nhé. Quần này.
Có bạn nào gặp khó khăn không? Bởi vì cái kỹ thuật vẽ bằng pen này nó có được sử dụng rất nhiều trong tất cả các phần mềm của Adobe. Vì thế nên sau buổi hôm nay mọi người về mọi người phải vẽ lại cho Trung tất cả cái nhân vật mà ở trong cái bài tập ngày hôm nay nhé. Nó bao gồm là đầu này, tóc này, các dáng khác này, cái khuôn mặt khác này. Vì thế nên nhớ về làm để bài sau mình đỡ phải ôn lại cái phần đó. Mọi người nhớ để các vùng màu khác nhau nhé. Cho nên mọi người hay để vùng các vùng màu giống nhau này. Mọi người nhìn vào con một chút này, tất cả các cái đối tượng này dùng các màu khác nhau để các bạn có thể thấy rằng là các cái khoảng nó là sử dụng các màu khác nhau để mình xem được kết thúc của các vùng màu nên cái đối tượng quần đây được, cái đối tượng quần đó là một đối tượng.
đừng để ý quá cái đoạn mà cái đoạn này là lỗi do các bạn vẽ, các bạn ấy không đây này, cái đoạn này này đừng để ý nhé, cái đoạn này mình sẽ xử lý sau này. Thì lúc mà các bạn ấy vẽ thì trong hoạt hình thì bao giờ nó cũng có như thế này, nhưng còn trong đấy thì mình chỉ có như thế này thôi, đúng không? Trong hoạt hình bình thường ấy, nó chỉ có như thế này. Mình sẽ làm cái việc đó bằng cách là mình đổi màu hoặc là mình thêm một số màu khác biệt vào vị trí đó để cho nó cảm giác được hơn. Đây là viền mỏng. Chị có phải quen với cái này không? Có quen lắm. Được chưa? Rồi mình tiếp tục nhé. Bạn nào mà chưa xong này thì về nghiên cứu tiếp. Còn không thì mình sẽ tiếp tục học bởi vì là nó còn nhiều kiến thức nữa. Sau khi mà chúng tạo ra các cái đối tượng này, mọi người đã tạo ra các cái đối tượng này, thì mọi người có thấy rằng là cái việc bạn vẽ đến đâu thì cái đối tượng phía sau của nó sẽ nằm phía trên. Ví dụ ở đây chúng vẽ cái quần đúng không? Thì cái chân của nó sẽ nằm phía trên. Cái áo này thì lại nằm bên dưới cái quần, đúng không ạ? Cái đầu nó không lẫn với nhau, nhưng cái tay này nó lại nằm bên dưới cái nằm bên trên của cái vỏ áo đúng không? Nhìn thì rất là quái dị, nhưng mà rõ ràng ở đây mình đang có một sự sai lệch về thứ tự hiển thị. Vậy thì thứ tự hiển thị hay còn gọi là layer, lớp. Nếu mà mọi người đã học qua khóa của thầy Tú hoặc khóa của Trung rồi thì cái việc lớp thì mọi người vẫn hiểu đúng không? Lớp có nghĩa là đối tượng nào nằm trên thì được quyền hiển thị trước. Có đúng không? Thế mọi người phải băn khoăn. Vậy thì ở đây để kích hoạt chế độ hiển thị lớp thì các bạn, cái bảng hiển thị lớp ấy, thì các bạn vào phần Windows chọn lệnh Layer hay phím tắt của nó là F7. Cái phím F7 này nó đã được áp dụng cho cả Photoshop, nên nếu mà các bạn học cả Photoshop thì nhớ cả cái phím F7 nữa. Cái bảng F7 nó sinh ra một cái bảng tên là Layer. F7 Layer. Hoặc không thì vào Windows chọn Layer. Được chưa? Layer hay còn gọi là lớp, thì cái lớp nào nằm ở phía trên nó sẽ được quyền hiển thị trước, lớp nào nằm ở phía dưới nó được quyền hiển thị sau. Và khi các bạn vẽ thì đối tượng các bạn vẽ sau nó sẽ nằm ở phía trên, còn đối tượng các bạn vẽ trước thì nằm ở bên dưới. Vì thế nên khi các bạn nhìn vào đây, nếu mà mình muốn nó làm đúng thì mình phải thay đổi thứ tự hiển thị của các layer, đúng không? Ở trong Illust thì nó hơi khác so với Photoshop một chút. Đó là ở trong Photoshop cứ khi nào mà các bạn tạo ra một layer mới thì nó nằm phía trên. Nhưng ở trong Illust bất kỳ khi nào các bạn tạo đối tượng thì nó đều nằm ở trong một cái layer. Có nghĩa là các bạn vẽ như thế này, các bạn đều vẽ ở trong một layer. Được chưa? Và nó đặt tên là layer 1. Các bạn bấm sổ cái layer 1 này xuống thì nó sẽ sinh ra các đối tượng nhỏ là đường path. Ở đây trong các đường path thì các bạn thấy nó cũng sắp xếp như thế, thằng nào phía trên thì hiển thị trước, thằng nào phía dưới thì hiển thị sau. Trong trường hợp chúng muốn cái chân này thì khi mà chúng bấm vào cái chân đó, mọi người làm thế nào để mọi người biết được rằng là nó nằm ở layer nào? Đúng rồi, mọi người để ý thấy phía bên phải của bảng layer đúng không? Nó có một cái ô vuông nhỏ. Và ở cái phần này này, ở cái phần vòng tròn này này, nó là hai vòng tròn đúng không? Cũng tương tự như thế, nếu mà mình nhìn thấy một đối tượng ở trong cái layer, ở trong cái layer này, và mình muốn select, tức là mình muốn lựa chọn cái đối tượng đó, thì các bạn bấm vào cái vòng tròn này. Ví dụ chúng muốn bấm vào, chúng muốn lựa chọn cái quần này nhé, thì chúng bấm vào vòng tròn này, tự động chúng điều chọn vào cái lớp quần.
để kéo quần của con mèo này lên, được chưa? Để kéo quần của con mèo này lên thì các bạn bấm vào cái quần đó và kéo nó lên trên hai lớp. Cái áo nó sẽ nằm trên cái quần đúng không? Vì thế nên kéo cái áo nằm lên trên hai lớp. Và như thế là mình đã làm đúng rồi đúng không ạ? Cái đuôi này thực ra là phải cuối cùng này. Cái đuôi thì nằm ở cuối cùng đúng không? Thì các bạn kéo xuống dưới cùng. Còn gọi là mình chưa phân tích đúng cái mô hình của cái đối tượng đó đúng không? Ví dụ ở đây các bạn thấy cái con mèo này này, nó có cái tai của nó tương đối phức tạp. Chúng bỏ con mèo ra nhé. Các bạn có thấy cái tai của nó là một lớp tròn, cái mặt của nó là lớp tròn này, sau đó nó lại vẩn hai cái tai lên đúng không? Vậy thì ở đây để cho nó đỡ phức tạp thì chúng ta phải làm như thế nào ạ? Chúng ta phải coi các cái đối tượng phức tạp đấy như là một đối tượng riêng biệt thì nó sẽ đỡ phức tạp hơn. Ở đây cái mặt của nó sẽ là hình tròn đúng không, và cái tai của nó sẽ là hai đối tượng tai riêng biệt đúng không? Đấy, thì bây giờ chúng ta sẽ vẽ lại con mèo này này. Ở đây mình sẽ vẽ lại cái... ở điểm này nhé, là cái tai của nó này đúng không, mình sẽ vẽ lại ở điểm này, chỉnh lại một tí, chỉnh lại một tí, và đến đây là điểm cái tai đúng không? Đấy, và x kết là cho nó kết thúc này. Đây là một đối tượng, được chưa? Sau đó chúng bỏ nó ra, chúng vẽ tiếp cái tai ở bên này. Ở bên này thì các bạn chú ý, khi các bạn vẽ một đối tượng, cái tai này nó bị lấp đúng không? Trong hoạt hình thì các bạn phải luôn luôn tưởng tượng ra cái bị lấp đằng sau cái đối tượng đó nó trông như thế nào. Nó giống như ở cái tay này này, các bạn nhìn thấy cái tay này. Cái tay này, cái áo này nó phải nằm dưới một tí, đúng không? Cái áo này nó đang nằm trên cao đúng không? Nó đang phải nằm dưới như thế này. Được chưa? Vậy thì cái áo này nằm dưới của cái áo to thì cái áo nằm dưới này này nó trông như thế nào? Nó đâu phải là một cái hình tam giác như thế này đâu, mà nó phải là một cái hình mà giống như cái tay ở đây đúng không? Vì thế nên ở đây có cái tay này thì các bạn có cái tay này. Thì các bạn phải nhớ này, các bạn vẽ như thế này thì nó ở tồn tại ở đây một cái hình tương tự như thế này. Sau đó đến đây là điểm cong đúng không? Được chưa? Để một... Mọi người thấy hai cái tay này nó khác nhau không? Để một đối tượng nó giống cái cấu trúc của một cái đối tượng khác thì các bạn dùng gậy như sau. Chúng muốn cái tay này nó giống cái tay này đúng không? Thì chúng bấm vào cái tay này này và dùng lệnh làm đâu ta? Đây, dùng lệnh hút màu hay còn gọi là I drop tool, phím tắt là Y nhắm. I drop tool này nó có nghĩa là hút màu, thì có nghĩa là nó chọn cái màu nào đó giống hết, nhưng nó còn có một cái ý nghĩa đó là sao chép một cái thiết kế có sẵn với phần vẽ thôi nhé. Chúng dùng lệnh Y này và chúng sao chép cái thiết kế của thằng màu vàng này đúng không ạ? Và chúng chọn vào đấy, tự động viền của nó cũng biến thành màu vàng. À, màu của nó cũng biến thành màu vàng và viền của nó cũng biến thành màu đen. Ví dụ trong trường hợp chúng đổi viền nhé. Chúng đổi viền. Chúng tăng viền lên nữa. Và đổi viền cho nó thành màu cam nữa. Và chúng chọn lại này, bấm lại này. Thì nó sẽ tự động cập nhật lại cái viền của cái đối tượng, sao cho cái đối tượng mới giống với cái đối tượng mà mình lựa chọn. Và tiếp theo, ở đây chúng sẽ vẽ một cái... Chúng lại bỏ cái tai của con này ra nhé.
và chúng sẽ vẽ tiếp lại cái mặt của con này. Lúc này mặt của con này lại đơn giản hơn rất nhiều rồi đúng không ạ? Nó chỉ là một cái hình gần giống như là hình tròn thôi đúng không? Và ở đây mình sẽ vẽ hơi rộng ra một tí một chút. Được chưa? Và như thế khi các bạn kết hợp lại này, đưa cái hình tròn này vào này và đưa cái tai này vào này, thì mình sẽ được các cái thành phần phức tạp hơn đúng không ạ? Ở đây các cái thứ tự lớp của nó đang bị sai này. Đầu tiên là cái lớp mặt ở dưới cùng đúng không ạ? Sau đó, à không, cái lớp tai bên trái phải ở dưới cùng chứ đúng không ạ? Vậy là sau khi mình sắp xếp và vẽ thứ tự xong thì các bạn có thấy rằng là bây giờ cái cấu trúc của nó dễ dàng hơn được rồi chưa? Hiếu quả chuối. Bây giờ cái phần mặt mọi người đã vẽ chưa? Chưa, thế thì mọi người thêm 10 phút nữa mọi người làm nốt phần mặt và quả chuối nhé. Chắc là mọi người cũng chưa vẽ cả quả chuối luôn. Thêm 10 phút nữa để làm nốt phần mặt và quả chuối.
Đúng rồi. Đúng rồi. Thì mắt mình phải ở trên da, thì da mình phải nằm trước mình thôi. Được chưa? Các phần sau về nhà làm tiếp nhé. Chúng ta làm tiếp này. Bây giờ vấn đề khi mà các bạn vẽ xong này thì mình cần điều khiển nó. Ví dụ các bạn làm màn hình thì các bạn phải làm điều khiển cả cái đầu đúng không? Những cái đầu nó tách rời cái cổ đúng không?
Vậy thì khi các bạn điều khiển cái đầu thì cái gì đi theo cái đầu ạ? Mắt, mũi, mồm, miệng, đúng không? Đúng không? Vậy thì từng đó đối tượng nó tương đương với một nhóm các đối tượng. Để nhóm các đối tượng thì các bạn bao đen, các bạn lựa chọn các đối tượng bằng cách bấm dùng lệnh select tool này, trái chuột này, kéo và thả ra để tạo thành một cái đường ô vuông to. Bất kỳ đối tượng nào nằm trong cái ô vuông này đều được lựa chọn này. Và như thế khi ở đây chúng ta lựa chọn cái đầu đúng không? Và chúng muốn gói cái đầu này thành một nhóm để chúng điều khiển cho nó dễ này, thì mọi người phải chuột chọn lệnh group. Khi phải chuột chọn lệnh group thì chúng bấm vào một đối tượng bất kỳ trong cái nhóm này thì đều tương đương chúng bấm vào lệnh lựa chọn cái nhóm đó. Và ở đây nếu mà mình muốn làm đầu gật gù này, đầu gật gù đúng không? Đầu gật gù này. Hoặc là mình thay đổi độ góc, ví dụ như con mèo này đang nhìn xuống hẳn. Đúng không ạ? Hoặc đang nhìn lên đúng không? Đang ngửa cổ lên trời nhỉ? Vậy việc nhóm các đối tượng vào là rất quan trọng. Ở đây mình sẽ thấy rằng là nó sẽ có những nhóm như sau này. Đầu tiên cái quần thì đi liền với cái chân đúng không? Các bạn cần phải nhóm nó lại. Cái tay thì đi liền với cái gì ạ? Cái áo đúng không ạ? Thậm chí cả cái cổ nữa. Nhớ group nó lại. Cái đuôi thì đi liền với cái gì ạ? Cái đuôi là một đối tượng riêng biệt đúng không? Để riêng nó lại. Bởi vì mình làm cái đuôi động riêng đúng không? Ở đoạn này mình sẽ học một kỹ thuật phức tạp hơn một chút. Đó là kỹ thuật mặt nạ. Nhưng mà mặt nạ nó có tính ứng dụng cao hơn. Khi các bạn nhìn vào cái đối tượng nhân vật như thế này thì các bạn thấy nó làm sao ạ? Nó phẳng đúng không? Nó phẳng bởi vì sao ạ? Nó không có bóng tối và ánh sáng. Đúng không? Nó hơi khó hiểu đúng không? Vậy thì bây giờ mình sẽ bắt đầu quay về lý thuyết về hình họa một tí, đồ họa một tí. Một hình khối được tạo ra bởi cái gì ạ? Một hình khối thì được tạo ra bởi bóng tối và ánh sáng. Còn nếu các bạn không có bóng tối và ánh sáng, nó chỉ là một cục màu. Giống như cái bản thiết kế ở đây của mình đúng không? Nó chỉ là một cục màu. Nhưng khi các bạn nhìn vào đây này, ví dụ các bạn nhìn vào con siêu nhân này, các bạn nhìn thấy vào cái mũ của nó có bóng tối không ạ? Nó có vùng này này, các bạn thấy có bóng tối không? Là vùng bóng tối đúng không? Và các bạn nhìn thấy ở đây này, có một ánh sáng này, ánh lên. Thì đấy là ánh sáng. Vậy thì với bóng tối và ánh sáng nó làm cho đối tượng trở nên có khối hơn. Vùng nào là vùng tối? Tương đương với phần đối diện của nó là vùng sáng. Đấy chứ? Vùng nào là vùng sáng? Là vùng nhận ánh sáng từ bên ngoài vào. Vậy thì trong một nhóm các đối tượng, các bạn để đấy, trong một nhóm các đối tượng, thì các bạn sẽ thấy rằng là ánh sáng nó nằm ở bên nào ạ? Bên tay phải đúng không? Bên tay phải này. Ánh sáng bên tay phải này. Ánh sáng bên tay phải này. Ánh sáng bên tay phải này. Ừ, cái này cũng không chính xác đâu. Ánh sáng bên tay phải. Được chưa? Cái này không chính xác đâu. Tại vì tóc này nó không chính xác. Được chưa? Vậy thì các bạn luôn nhớ này. Cái ánh sáng luôn nằm ở bên tay phải. Đúng không? Nếu mà ánh sáng nằm ở bên tay trái thì sao ạ? Thì trời đã về chiều rồi đấy. Làm lúc nào thì trời chiều thì các bạn để ánh sáng bên trái. Thực ra các bạn ánh sáng bên tay trái hay bên tay phải nó không hề quan trọng. Nhưng lúc nào mình cũng tâm niệm ánh sáng bên tay trái, à ánh sáng bên tay phải, thì lúc mà các bạn làm đối tượng ấy thì các bạn luôn coi ánh sáng bên tay phải.
cái thắng giải thì các bạn sẽ ít khi bị sai. Còn lúc nào mà các bạn không để ý đến điều đó, ví dụ con nhân vật A các bạn để ánh sáng bên tay trái, con nhân vật B các bạn để ánh sáng bên tay phải, con nhân vật C các bạn không để ánh sáng, thì nó lộn xộn đúng không? Nhưng khi mà các bạn đặt con nào cũng giống như con nào và các bạn đặt vào một khung hình thì các bạn sẽ thấy rằng là hình ảnh của các bạn sẽ làm được chính xác. Nó không chỉ áp dụng với phim hoạt hình, nó áp dụng với cả việc làm phim nữa. Chúng cho các bạn xem một cái sản phẩm bọn Trung đang làm cho khách. Quảng cáo tí thôi chứ còn không có giá trị gì đâu. Cái này là phim quay này. Các bạn sẽ để ý đến mọi ánh sáng trong yêu cầu các bạn ấy đều chắc là bên tay phải. Các bạn nhìn ánh sáng bên tay phải chưa? Tất cả ánh sáng nó nằm ở bên tay phải. Nếu mà trong trường hợp nào các bạn nhìn thấy ánh sáng bên tay trái là nó hơi nó có vấn đề. Ví dụ như ảnh đoạn này này, các bạn thấy ánh sáng bên tay trái là vì nó có một cái vấn đề, đó là khi mà dựng phim ấy thì em bé nằm bên tay trái, tức là cái ảnh này nó đã bị flip lại rồi. Lý do tại là sao bị flip lại vì bố cục cảnh nó đã bị sai, nên đâm ra chúng bắt buộc phải đẩy cái em bé sang bên tay phải và dẫn đến là ánh sáng của em bé là nào chuyển sang bên tay trái. Và đoạn này nếu mà không ai để ý thì cũng không sao, nhưng mà mình là người làm thì mình biết là tại sao ánh sáng lại ở bên tay trái là vì lúc này mình bị flip như vậy. Đấy, một cái vấn đề đó thôi. Là vì nếu mà em bé đặt ở đây thì khi mà mình làm ánh sáng này, đây là cái đoạn này, ánh sáng này phát ra này, đấy thì nó bị đập vào cái hộp thuốc, được chưa? Thì lý do tại sao mà có một cái đoạn là ánh sáng bị đập. Nhưng mà cơ bản lúc nào các bạn nhớ này, khi nào mà làm ánh sáng cũng phải ở bên tay phải, được chưa? Vậy thì các bạn thấy rồi đúng không? Ánh sáng nó được tạo bởi đối tượng nó được tạo bởi ánh sáng và bóng tối đúng không? Vậy thì ở đây mình sẽ học thêm một lý thuyết nữa, đó là làm thế nào để tạo ra ánh sáng và bóng tối. Mọi người vẽ giúp chung một cái hình tròn như thế này. Đây là một hình tròn và màu của nó là màu cam đúng không ạ? Vậy thì màu cam khi mà chạm vào ánh sáng trắng thì nó sinh ra màu gì ạ? Nó sinh ra màu vàng đúng không? Hoặc nó ở khoảng nào đó như là gọi là cam sáng nữa. Để thay đổi màu của một đối tượng thì mọi người dùng lệnh select fill đúng không? Còn không thì ở bên dưới nó có lệnh lựa chọn màu. Ở bên dưới này các bạn nháy kép vào này, nó sẽ sinh ra bảng chọn màu. Ở bảng chọn màu này thì các bạn để ý này, ở vùng này là vùng màu, đi sang bên trái nhé, là vùng màu sáng này, tức là nó pha với ánh sáng, được chưa? Đi xuống bên dưới này, nó là pha với gì ạ? Bóng tối. Vậy thì các bạn, để đơn giản cho tư duy của bạn, không phải màu vàng này, màu sáng là màu vàng đâu, mà là màu đi sang bên trái. Vậy thì màu đi sang bên trái này, chúng sẽ chọn màu đi sang bên trái này, được chưa? Đây là vùng màu nhận ánh sáng. Còn trong trường hợp để các bạn sao chép một đối tượng, các bạn bấm cái đối tượng đó này, giữ lệnh an, nhé, kéo sang bên trái, là các bạn sao chép một cái đối tượng đó sang bên trái này. Bây giờ cái đối tượng này nó pha với bóng tối, có nghĩa là pha với vùng tối đúng không? Thì chúng ta sẽ lấy xuống bên dưới, được chưa? Ok. Vậy đây là màu gốc, còn đây là màu pha tối và đây là màu pha sáng. Pha như thế nào thì nó phải phụ thuộc vào tư duy của các bạn, phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn và phụ thuộc vào cái cách nhìn màu của các bạn. Nên nó không có cái gì gọi là đúng hay sai ở đây cả, nó chỉ là quan điểm về cá nhân. Các bạn cũng như các bạn nhìn thấy những cái bức tranh của các cái tác giả hội họa nổi tiếng, không hiểu tại sao ông lại dùng được màu đó, bởi vì tư duy của họ là như thế. Còn mình mà đụng vào mình sẽ ra những cái màu xấu xấu, nhưng mà đấy là xấu với mình, bản thân cá nhân mình. Vậy thì ở đây bây giờ khi một đối tượng là một vòng tròn này này, nó chứa vùng màu sáng, được chưa?
vùng màu sáng của một vòng tròn khi ánh sáng chiếu vào nó là vùng màu gì ạ? Nó là một cái chấm tròn đúng không? Ví dụ như thế. Nó là một cái chấm tròn. Thì chúng sẽ co nhỏ cái vòng này lại này. Và bỏ vùng màu bỏ viền đi đúng không? Chúng không dùng viền nữa. Mọi người đã thấy nó tròn chưa? Còn tối thì nó biến sao ạ? Còn vùng màu tối này này. Nếu mà cái đối tượng này nó tối nó sẽ hình gì ạ? Tối thì nó sẽ hình viền như thế này đúng không? Viền như thế này các bạn. Đúng. Thì cái đối tượng tối đấy để làm vùng tối thì các bạn làm theo công thức như sau. Cái này là công thức. Đầu tiên chúng sẽ dùng lệnh pen tool này. Chúng vẽ cái vùng viền tối đó. Chúng vẽ cái vùng viền tối đó bên trong đối tượng này. Như thế này. Được chưa? Sau đó bước thứ hai này, chúng lựa chọn đối tượng đó. Đối tượng chính này. Lệnh Ctrl C. Ctrl C được chưa? Và sau đó chúng chọn vào cái đối tượng mình đang muốn làm viền này và chọn lệnh Ctrl F. Ctrl F hay còn gọi là paste in front được chưa? Tức là dán, nhưng mà dán nó ở phía đằng trước và ở đúng cái vị trí gốc cũ. Như vậy ở đây mình sẽ có hai đối tượng, một là cái vùng tối và hai là cái vùng tròn. Lúc này các bạn lựa chọn cái vùng tròn đó và vùng tối đó được chưa? Và phải chuột chọn lệnh gì ạ? Lệnh make clip mask được chưa? Tạo ra cái clip mask được chưa? Và như thế cái đối tượng mà chúng vẽ nó sẽ nằm ở bên trong của đối tượng chính. Khó chứ? Chúng làm lại từ đầu nhé. Nhưng mà đợi tí làm nốt đoạn này. Ở đoạn này nhé, trong trường hợp sau khi làm xong này, chúng bấm vào đây này. Lại này, bấm vào đây này. Đấy, thì nó ra vùng tối đúng không? Bây giờ chúng làm lại từ đầu nhé. Ở cái đoạn điểm đó nhé, hơi khó đúng không? Được chưa? Bây giờ để vẽ vùng tối của một đối tượng này, làm lại từng bước một này. Đầu tiên thì chúng phải vẽ vùng tối đấy nó trông như thế nào. Dùng lệnh pen tool này, vẽ vùng tối này, vùng tối này, vùng tối này. Đó, và đi vòng lại. Được chưa? Sau đó này, dùng lệnh select tool là V đúng không? Bấm vào cái đối tượng chính ấy, bấm vào cái đối tượng chính này. Ctrl C này. Được chưa? Ctrl C tức là copy. Phải chuột này. Lệnh copy lên cho nó. Đấy nó chả có phải chuột. Được chưa? Sau đó này bấm vào đối tượng. Đoạn này nếu mà mọi người làm lệch thì nó sẽ bị lệch thôi. Bấm vào cái đối tượng bóng này. Vào lệnh edit, chọn lệnh paste in front. Phím tắt là Ctrl F. Hình như chung vừa ấy cũng copy sai rồi. Ctrl F. Được chưa? Ctrl F đấy đó là paste đúng cái đối tượng đó nhưng nằm ở lớp trên cùng. Nằm ở lớp trên của cái lớp mình đang lựa chọn đấy. Và đúng vào cái vị trí. Đúng vào cái vị trí, quan trọng nhất là đúng vào cái vị trí mà của cái lớp mà mình đang copy. Được chưa? Vậy là bây giờ mình đang có hai lớp này. Một là lớp bóng này, hai là lớp tròn đúng không? Đúng. Thì cái lớp tròn này mình định nghĩa nó như là vùng hiển thị của cái lớp bóng. Được chưa? Thì đó gọi là make clip mask. Có nghĩa là cái lớp bóng này nó sẽ chỉ hiển thị bên trong của cái vòng tròn này thôi. Bằng cách như sau. Lựa chọn này, lớp bóng này và lớp tròn. Lựa chọn lớp bóng và lớp tròn. Phải chuột chọn make clip mask.
Được chưa? Vậy thì ở đây, trong trường hợp này, mình muốn sửa cái vùng viền này thì các bạn nháy kép vào nhé, cho đến khi nào mà các bạn chạm vào cái lớp mặt nạ đấy, à lớp bóng đó. Ví dụ như ở đây Trung không muốn màu nâu này, Trung muốn hơi đổi màu đi một tí. Trung không muốn viền đúng không? Và Trung muốn sáng lên một tí, ấn nút OK này. Vậy bằng cái cách này thì mình đã tạo ra được ánh sáng và bóng tối rồi đúng không? Ừ. Chưa được rồi. Bấm cho C đi. Phải bấm lại chứ. Không, bấm vào cái lớp này. Đấy, bấm cho C. Bấm vào cái lớp này. Bấm cho F. Được. Giống như cái loại lỗi rất ban đầu bây giờ mình vẽ nhé. Bây giờ nếu mà nhân vật của mình như thế này thì mình làm thế nào để cho nó nổi lên ạ? Vấn đề của con nhân vật này nó đang là quay mặt bên nào ạ? Bên trái đúng không? Quay mặt bên trái mà lại đánh sáng bên phải thì nó cũng không hợp lý lắm không? Vậy thì các bạn cần phải đánh sáng bên phải, tức là đánh sáng vào cái hướng mặt của nó ấy, cho nó đẹp không? Hoặc không đánh sáng bên tay phải cũng được, cũng chả có ảnh hưởng gì đâu. Vậy thì bây giờ Trung sẽ bắt đầu làm từng bóng của từng đối tượng một nhé. Bài tập về nhà là làm toàn bộ lại con nhân vật này nhé. Vậy thì bây giờ đầu tiên mình cứ coi như là ánh sáng bên tay phải này. Ánh sáng ở đây, mặt trời ở đây, được chưa? Trung vẽ mặt trời ra đây này. Làm mặt trời vô đây. Được chưa? Bây giờ mặt trời ở bên tay phải đúng không ạ? Vậy thì mình muốn ánh sáng hắt vào đây. Thì ánh sáng mà đập vào áo thì nó trông nó như thế nào ạ? Nó sáng lên đúng không ạ? Vậy thì để vẽ được viền sáng của một cái áo thì mình đầu tiên mình phải lựa chọn cái áo đấy đã. Được chưa? Đến vùng cái áo này, nháy kép vào thì để các bạn lựa chọn đến được vùng cái áo này.
Được chưa? Ở đây khi mà mình muốn vẽ vùng sáng của đối tượng thì mình dùng lệnh pen này. Vùng sáng này, vùng sáng này, vùng sáng này, vùng sáng này. Vùng sáng này, vùng sáng. Vùng sáng, vùng sáng. Kết thúc. Đây là vùng sáng của đối tượng đúng không ạ? Vùng sáng của đối tượng có màu sáng hơn này, lựa chọn vùng màu sáng hơn này, ấn nút OK. Được chưa? Và nó không có viền, bấm vào nút viền ở đây. Và ở đây các bạn thấy có chữ năn này, ấn vào nút năn thì nó sẽ làm bỏ viền nhé. Vậy thì cũng giống như công thức vừa lúc nãy, đó là đầu tiên là mình lựa chọn vào cái áo đúng không? Dùng lệnh Ctrl gì ạ? Ctrl C này, sau đó bấm vào vùng sáng đúng không? Và ấn nút Ctrl gì ạ? Ctrl S này, lựa chọn cả cái áo và cả vùng viền này. Và dùng lệnh gì ạ? Phải chuột chọn Make Clip Mask đúng không ạ? Đấy ạ, được chưa? Bây giờ mình làm vùng tối này, tương tự như thế lại nháy kép này và lại chọn vào vùng áo này. Vùng tối của cái áo đấy chúng muốn nó đi hơi men men như thế này một tí. Được chưa? Và vùng tối, đợi chung tí. Ở đây không có viền đúng không? Không có viền và nền của nó làm sao ạ? Tối đi đúng không ạ? Chọn lệnh tối này, ấn nút OK này. Cũng làm công thức tương tự như thế, bấm vào vùng áo này, Ctrl C này, bấm vào vùng tối này, ấn nút Ctrl F này, lựa chọn vùng tối, phải chuột chọn Make Clip Mask. Mọi người thấy cái áo nó đẹp hơn chưa? Cái nhân vật của mình nó nổi lên chưa? Sau đó làm tương tự với tất cả các vùng màu còn lại, bao gồm vùng quần này. Mọi người làm đi ạ. Từ đây cho đến lúc 3 rưỡi nhé. Vậy bài tập về nhà của mọi người là làm giúp chung toàn bộ cái phần này này và up lên group chung của mọi người nhé. Để chung xem. Còn không thì mai. Đằng nào mai cũng học. Mai chữa bài. Ai không làm 200.000. Ác hơn cả thầy Tú luôn. Không mặc cả. Gần đẹp rồi, cố lên.
Vậy là mọi người đã hiểu bài ngày hôm nay rồi đúng không ạ? Vậy thì ở đây nó chỉ có khác nhau giữa cái việc đẹp hay xấu
nó là do là cái kỹ năng của các bạn làm đến đâu thôi. Các bạn làm càng nhiều thì càng quen tay, và càng quen tay thì các bạn có thể tạo ra, tạo hình cái nhân vật nó càng đẹp hơn, đúng không? Ở đây Trung làm hơi xấu bởi vì Trung cũng không có nhiều kỹ năng ở mảng này lắm, nên đâm ra là được chưa? Vậy thì về nhà mọi người nhớ phải làm luyện tập liên tục này. Ở cái nghề làm đồ họa này thì càng luyện tập liên tục thì càng các bạn càng giỏi. Nhớ nhá, luyện tập liên tục. Nó giống như là các bạn đi đá bóng đúng không? Phải tập đá liên tục thì mới giỏi đúng không? Thì các công việc khác thì nó cũng giống như thế thôi. Đây, các bạn về có thể làm lại con này theo cái mẫu mà của bạn họa sĩ bạn ấy đã làm đúng không ạ? Các bạn ấy đã làm chuẩn bị màu cho mọi người rồi. Vậy thì trong trường hợp này, Trung hỏi lại, trong trường hợp này các bạn có thấy con trái tim ở đây không? Hoặc là con đầu này không? Làm thế nào để tạo ra được trái tim này ạ? Bạn vẽ hình trái tim ở đây đúng không? Và sau đó chọn cái quần này, dán nó vào đúng không? Và make clip mark. Được chưa? Cái make clip mark đó có nghĩa là hiển thị một đối tượng nào đó ở bên trong khung của một đối tượng khác. Được. Vì thế nên các bạn sẽ thấy là ví dụ như là ở đây này, có cái tay này, có cái cổ này, có cái tai này, à quên cái đầu, cái tóc nữa, và cái tai này, nó đều nằm ở bên trong đối tượng đầu của nó. Công thức này sử dụng rất nhiều. Miễn là sao nó ở bên trong không? Màu này nó nằm ở bên trong của một cái đối tượng mà các bạn đã vẽ. Cái nhỏ nó trong cái tay. Nhưng mà phải làm một cái tượng. Bởi vì cái trên tùng cơ cái mà mình pết. Cái to là các chữ C đúng không? Cái nhỏ là các chữ F. Cái chữ C vẫn chưa tắt. Và đây thì mình chọn phát đi. Vâng. Vâng. Ôi trời, có gì không nhớ thì xem lại video. À để chúng xét lại video cho mọi người nhé.